Ôi, bạn kia cắn nhau. Chào mọi người nhá, hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một đàn cực khủng. Mọi người nhìn này biết có đoán được bố là con nào nhỉ? Đàn này là bố là Bunker 48 cân này. Chân tay nó này. Chân tay nó cực to luôn. Đây, con đang cắn này. Ui, gầm đen chưa? Giật hơi bị khỏe. Chân tay nó to. Nhưng mà này nó thích ăn cỏ nhân tạo nhỉ? Đây, giật ghê chưa? Ui. Đây, anh Hồng nhìn. Giật kìa. Mảng màu, đúng là bọn này nhìn ở ngoài thì chấm hết luôn nhá. Mọi người, tí nữa em sẽ bê từng con một ra cho mọi người xem nhá. Mảng màu nó đẹp. Có nghe cái đàn trong bên kia, đừng đuổi nó ra đi, sao nó lại cứ ăn cỏ nhỉ? Hình như là bọn này nó thích ăn ấy nhỉ, nó thích ăn... Cái đàn này là size nó rất là khủng nhá. Bố 48 cân, mẹ 35 cân ạ. Đây. Siêu đẹp của nhà em. Gửi ai thì ai. Đây. Này, chân tay của nó thì đúng là... Đàn này... Đàn này 99 điểm trên 100 luôn ạ. Gầm nó rất là đẹp. Đàn này chân tay rất là to khủng ạ. Và trong video nó không được đậm màu chứ, ở ngoài có mấy con rất là đỏ đậm. Thực ra con Bunker nó màu Durong hay nó màu nhập Mexico. Mà cái con mẹ này là nó là cái dòng Pháp màu đỏ bã trầu, nên là nó nhảy ra con nó lông nó sẽ rất là đậm mọi người ạ. Đây. Có thể nói là cái màu này nó gần la lá như cái con Lobo nhà mình. Màu rất là đẹp. Đen nhiều. Gầm đen. Hôm nay thời tiết Hà Nội nó không được nắng ráo lắm. Trời nó đang hơi mưa ẩm nên là... Trời nó đang hơi mưa ẩm nên là nó ấy. Rồi. Giật như tôm luôn. Đức ơi, quay ra đây cầm máy cho anh tí để anh bê lên. Thanh cầm đấy. Đức quay cho đây. Quay để bê lên để cho mọi người thấy cái mảng màu. Con này mà hôm nào chụp trời nắng thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy. Hôm nay trời nó đen, nó mưa. Đen hết đấy. Gầm rất đẹp. Đây. Gầm đen xì luôn. Đây một con như này, đây mọi người thấy này. Chân tay đầu thủ này. Chân nó to nhỉ. Chưa phải đen nhất đúng không? Chưa, con này đã là gì? Nhưng mà gầm nó đen này, đen xì luôn. Nói chung là những cái con chó như này rất đẹp này mọi người này. Đấy, mảng màu nó rõ ràng. Cho đây con này cắn nhau, cắn không cắn. Đây. Bướm cái này vừa giật được con như tôm. Đấy, bây giờ ngoài này nó một mình nó đã nhìn đã khác đúng không? Tôi nhìn một mình nó khác, bọn này sao kìa. Mồm thì bé mà cắn bên to. Rất là đỏ. Màu con này thì giống tất cả bọn này đều giống Lobo. Vì con Lobo bản thân nó bố nó là Mexico, mẹ nó là Pháp nên là màu nó rất là đậm. Lại thích gặm cỏ. Em ơi, ngậm cỏ là đam mê. Nào, cho em khác lên sóng nữa chứ. Chiếm à, sóng thế. Anh Hồng thử bắt đàn này lên này. Ba con. Con rồng này. Con này nó chưa ấy hẳn ra đúng không? Nó chưa tối hẳn ra. Nó thay lông xong rồi. Đây. Khủng không? Chân tay rất to. Mặt luôn. Chân tay đen. Quay Đức Tuấn này thử giữ anh xem vài vạ. Nhìn ngồi này. Video xem có khủng. Đức chụp ảnh đi. Đức chụp ảnh tí cho người khác. Đây khủng không? Quá to. Mọi người nhìn thấy những cái đàn 2 tháng mà nó được 8-9 cân như này. Nhìn thấy nó khủng khiếp lắm. Nhưng mình đàn bình thường chỉ được 6 cân thôi mọi người nhá. Đàn này 8 cân, 9 cân còn. 8 cân, 9 cân còn rồi. 2 tháng. Nhìn chân tay nó to lắm.
bê ra ngoài thanh nhỉ, thấy nó khác hẳn so với để ở trong chuồng. Nhìn đến sau hai cái con nó khác hẳn. Lực như thế này. Đức Tuấn giữ một con anh chỉ bê một con. Tuấn thử bỏ tay ra đi Tuấn. Nó lại gặp cổ. Quay gần mọi người thấy cổ không? Không phải bê lắm một con này. Nhìn ngoài nó khủng không? Đây là đây này, thôi. Bê mở nhất đây còn này. Nhoi. Nghịch nó nhoi nhoi. Đưa anh như kia thật nào. Rồi mày cắn lên. Đây. Đấy. Thấy được độ khủng không? Đấy. Chân tay ngực này. Cũng là chấm hết luôn nhỉ. Nhìn ngực này, rất đẹp nhá. Các cậu rất nghịch, không bao giờ chịu ngồi yên. À, định cắn cả đồng hồ của tao á. Nghe bình thường được không? Alo ạ? Gầm đẹp. Gầm đẹp. Con này đẹp nhất này. Đấy nhưng mà nói con này thì con đúng rồi. Dạ vâng. Anh cứ hỏi đi ạ. Hợp tác được ảnh. Nhờ. Sợ này. Này. Nói chung là đàn là 9 trên 10 đấy. Ây da, con này đây. Con này đây. Con này đây, con này đây. Con này đây. Ra chơi. Nó rất là đỏ này, đàn này thì nó như là đu rông nhỉ. Có một con đen mọi người nhá. Mọi người thấy, mọi người cho em ý kiến về cái khung giọng của đàn này. Đít đen xì đó. Nói chung đàn này khung giọng với cả mảng màu rất là ok mọi người nhá. Nào. Đánh hành phết đấy. Hôm nay thì nó tối quá, nó trời nó không được chung ánh sáng này là không được ủng hộ các em rồi. Đây là ngồi bên này đã thấy ấy hơn bao nhiêu đấy, thanh không ngồi. Go 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 go. Bên này màu nó sáng hơn đúng không? Ừ. Chung là trời nó không có ánh nắng nên nó ok, Tuấn ơi, ra rồi, ra rồi. Hơi bướng ấy. Hơi bướng ấy. Ok. Rồi, đen xì. Giờ này phả khủng quá thì mọi người alo để ủng hộ em nhá. Bắt đầu bọn chúng nghịch đấy. Ấy, ấy, ấy. Bên này nào Tuấn này, này gấu không? Con này đẹp quá nhở, mảng màu. Cô. Đàn này nói chung là chân tay đẹp thật đấy. Đấy, hai rất ham đồ nhá. Chân tay khủng. Nói chung là nó to nhưng mà nó rất là non chó. Nó bụ bẫm như thế thì nó rất là ngộ.
Ôi trời mưa rồi. Thôi rồi, cất đi nhá. Rồi em xin chào mọi người.